Huấn luyện viên Trung ra quyết định táo bạo thay máu đội tuyển nữ Việt Nam khi triệu tập hai cầu thủ Việt Kiều đầu tiên lên tuyển. Ngày hôm nay mùng 6 tháng 8, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã thực hiện một quyết định đầy táo bạo và mang tính chiến lược khi quyết định gọi lên tuyển hai nữ cầu thủ Việt Kiều là Chelsea Lê và Kia Lê nhằm tạo ra sự cân bằng giữa sự trẻ trung và tươi mới với kinh nghiệm và chất lượng trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng là ASIAD 19 và vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Sự xuất hiện của Chelsea Lê và Kia đã làm cho không khí tại đội tuyển trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hai cầu thủ trẻ này kỳ vọng sẽ nhanh chóng thích nghi được với lối chơi và tinh thần của đội tuyển, đồng thời chứng tỏ khả năng và tiềm năng của mình trong đợt hội quân tới đây. Chelsea Lê với sự vượt trội về thể hình và sức mạnh đã tạo ra sự ấn tượng với khả năng phòng ngự và tấn công hiệu quả. Cô đã thể hiện khả năng tham gia vào các tình huống bất lợi và sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam tạo ra sự ổn định ở hàng thủ. Trong khi đó, Kia Lê đã thể hiện sự tài năng trong việc điều chỉnh bóng, kiểm soát trận đấu và tạo ra những pha phối hợp tấn công thông minh. Kia đã thể hiện sự trưởng thành và sự tự tin đáng kinh ngạc. Huấn luyện viên Mai Đức Trung đã đặt niềm tin vào sự phát triển của Chelsea Lê và Kia nhằm cùng với những cầu thủ khác trong đội tuyển nữ Việt Nam tạo ra một tập thể mạnh mẽ, đoàn kết và sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức. Sự kết hợp giữa tài năng trẻ và kinh nghiệm của các cầu thủ gốc Việt sẽ là chìa khóa để đội tuyển nữ Việt Nam đạt được những thành công lớn trong tương lai, đồng thời mang lại niềm tự hào cho cả quốc gia trong các giải đấu quốc tế. Không chỉ đơn thuần là việc triệu tập hai cầu thủ Việt Kiều Chelsea Lê và Kia Huấn luyện viên Mai Đức Trung còn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho họ trong chuỗi sự kiện lớn như ASEAN 19 và vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Hai giải đấu này không chỉ là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng và tiến bộ của mình mà còn là bước ngoặt quan trọng trong việc xây dựng một đội tuyển mạnh mẽ và có đủ khả năng cạnh tranh ở tầm châu lục và thế giới. Huấn luyện viên Mai Đức Trung đã dành nhiều thời gian để làm việc trực tiếp với Chelsea Lee và Kiale giúp họ nắm vững tất cả các yếu tố cần thiết để phát triển và đóng góp cho đội tuyển. Cả hai cầu thủ này đã thể hiện sự hăng say, tinh thần làm việc chăm chỉ và sự cam kết với đội tuyển trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng. Bước ngoặt quan trọng của Chelsea Lê và Lê tại đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo ra sự tươi mới và động lực mới cho toàn đội. Sự xuất hiện của họ đã tạo ra một cơ hội để kết hợp sự trẻ trung và năng động của cầu thủ trẻ với kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ cựu bình. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cùng với ban huấn luyện và liên đoàn bóng đá Việt Nam đang tập trung tạo ra môi trường tốt nhất để Chelsea và Kiale phát triển toàn diện từ kỹ thuật, thể lực đến tư duy chiến thuật. Cùng với đó, việc thi đấu tại các giải đấu lớn như ASEAN 19 và vòng loại Olympic 2024 cũng sẽ giúp hai cầu thủ này trưởng thành và tích lũy thêm kinh nghiệm quý báu. Sự góp mặt của Chelsea Lê và Kia Lê trong đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ là một bước tiến mới mà còn mở ra triển vọng hứa hẹn cho tương lai của bóng đá nữ Việt Nam, khi có thêm những tài năng trẻ và sự đa dạng trong đội hình, giúp nâng cao sức mạnh và sự cạnh tranh của đội tuyển trong các giải đấu quốc tế. Sau World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đang ở giai đoạn nghỉ ngơi hồi phục trước khi trở lại tập luyện vào ngày mùng 10 tháng 8 để chuẩn bị cho ASEAN 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. So với World Cup, ASEAN là sân chơi vừa tầm hơn để bóng đá nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu tứ kết hoặc bán kết. Ở ASEAN 17 năm 2014, đội tuyển nữ Việt Nam từng lọt tới bán kết và lọt vào tứ kết ASEAN 18 năm 2018. Thất bại trước Đài Loan ở tứ kết ASEAN 18 là nốt trầm đáng tiếc của đội tuyển nữ Việt Nam trong chu kỳ thành công mà huấn luyện viên Mai Đức Trung tạo dựng. Đó cũng là bài học cho Huỳnh Như cùng đồng đội khi ở sân chơi châu Á, các cầu thủ dù không mạnh như tại World Cup nhưng vẫn tiềm ẩn cơ hội tạo bất ngờ. Với đà tiến bộ thần tốc thời gian qua, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu cao, ít nhất là góp mặt tại tứ kết như ở ASEAN 18. Bảng đấu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung cũng tương đối thuận lợi với các đối thủ là Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Đội tuyển nữ Việt Nam vượt khó qua Nhật Bản để lấy ngôi đầu. Nhưng việc lọt vào nhóm đội nhì bảng xuất sắc nhất là mục tiêu trong tầm với, bởi Nepal và Bangladesh đều không phải chướng ngại lớn. Tuy nhiên, nếu đặt mục tiêu vào bán kết, đội tuyển nữ Việt Nam cần cố gắng nhiều hơn. Ở ASEAN 19, những đội tuyển thuộc nhóm trị đại như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu. Ba đội tuyển này nhiều khả năng chiếm 3 suất ở bán kết. Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của đội tuyển nữ Việt Nam với Thái Lan, Myanmar, Đài Loan, Philippines và đặc biệt là Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Đội tuyển nữ Triều Tiên từng là thế lực ở châu Á. Sự trở lại của đối thủ này sẽ khiến cuộc đua danh hiệu ở ASIAD môn bóng đá nữ thêm kịch tính. Đội tuyển nữ Việt Nam từng giành hạng 5 ở Asian Cup năm 2022. Nhưng phải thừa nhận, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung tiến bộ thì đối thủ cũng không đứng yên. Đội tuyển nữ Philippines đã chơi tốt ở vòng bảng World Cup 2023 khi có chiến thắng lịch sử 1-0 trước chủ nhà New Zealand. Myanmar, Thái Lan, Đài Loan luôn là đối thủ khó chịu, còn Triều Tiên thì là ẩn số sau nhiều năm vắng mặt. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cùng học trò cần tiếp tục nỗ lực, trước mắt là sàng lọc đội hình để tìm ra nhân sự tối ưu nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển mình theo hướng trẻ hóa. Ở World Cup 2023, những tài năng trẻ như Thanh Nhã, Hải Linh, Thu Thương, Vạn Sự đều được trao cơ hội và thể hiện được năng lực, đặc biệt là Thu Thương và Thanh Nhã. Hai cầu thủ trẻ của câu lạc bộ nữ Hà Nội 1 gồm Kiều Oanh và Vũ Thị Hoa cùng 20 tuổi, dù chưa ra sân nhưng đã có vốn quý sau hơn một tháng tập luyện ở New Zealand. Để trẻ hóa cho ASEAN 19, Huấn luyện viên Mai Đức Trung dự kiến gọi thêm nhiều nhân tố tiềm năng, trong đó nổi bật là các cầu thủ trong màu áo U20 nữ Việt Nam vừa xuất sắc giành vé dự vòng chung kết U20 nữ châu Á năm 2024. Các cầu thủ có thể lọt vào tầm ngắm của ban huấn luyện gồm có Nhật Lan, Thanh Thảo, Minh Chuyên, Bảo Trâm, Lan Anh hay là Nguyễn Thị Hoa. Đây đều là những nhân tố trẻ sáng giá đã thể hiện được tiềm năng ở ngưỡng đôi mươi. Trước thềm SEA Games 32, Cầu thủ trẻ Nhật Lan từng được gọi lên đội tuyển quốc gia để trau dồi kinh nghiệm trước khi trở về U20 nữ Việt Nam và tỏa sáng ở vòng loại châu Á. Tuy nhiên, để tìm ra lớp kế cận cho các đàn chị ở đội nữ, đặc biệt khi nhiều cầu thủ lớn tuổi có thể nghỉ thi đấu trong 1-2 năm tới, huấn luyện viên Mai Đức Trung cần nhiều hơn nguồn lực từ bóng đá nữ. Ông chia sẻ: "Có lẽ không nền bóng đá nào dự World Cup nữ mà đội tuyển quốc gia chỉ chọn được nhân sự từ vỏn vẹn 4 câu lạc bộ trong nước như đội tuyển nữ Việt Nam cả. Nghĩa là chỉ lấy được cầu thủ ở 4 câu lạc bộ này để gom thành đội tuyển quốc gia. Ngoại trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nam và Quảng Ninh, phong trào bóng đá nữ ở các địa phương khác là chưa có hoặc có nhưng chưa đủ mạnh, cần thời gian hoàn thiện như Thái Nguyên. Với ít địa phương làm bóng đá nữ, ít câu lạc bộ dự giải vô địch quốc gia, nguồn cầu thủ để sử dụng cho World Cup hay ASEAN đều hạn chế. Đây là trở ngại mà bóng đá nữ Việt Nam cần khắc phục. Phải có nền móng tốt, đội tuyển nữ Việt Nam mới có thể duy trì thành công và hướng tới mục tiêu xa hơn. Tiền vệ Thùy Trang xác nhận được đội bóng Bồ Đào Nha mời thi đấu. Tiền vệ Thùy Trang cho biết cô đang được Lanh FC ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha theo đuổi. Tiền vệ Trần Thị Thùy Trang vừa cùng đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023 trong một chia sẻ với báo chí khi về nước, Thùy Trang xác nhận bản thân đang được câu lạc bộ Lanh FC mời thi đấu. Nhưng hiện tại cô vẫn đang suy nghĩ và sẽ có câu trả lời trong thời gian tới đây. Thùy Trang cho biết, về việc có sang bộ Đào Nha thi đấu hay không, tôi vẫn đang suy nghĩ. Hiện tôi chưa thể trả lời đề nghị của họ, cũng chưa thể nói quá nhiều về vấn đề này. Trước mắt tôi cần thời gian để nghỉ ngơi. Tại giải đấu trên đất Australia và New Zealand, cầu thủ sinh năm 1998 không được ra sân một phút nào. Nói về điều này, Thùy Trang tỏ ra rất tiếc nuối vì đây có thể là cơ hội cuối cùng để cô được chạy trên thảm cỏ World Cup. Tôi rất tiếc và rất buồn khi không được ra sân thi đấu phút nào, dù trước đó tôi đã rất cố gắng và nỗ lực. Đây là kỳ World Cup đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi. Tôi khát khao được thi đấu, nhưng đây là tính toán của ban huấn luyện. Dù sao kỳ World Cup lần này cũng là kỷ niệm đẹp của tôi với toàn đội. Chúng tôi tự hào có mặt tại World Cup. Thùy Trang được đánh giá là mẫu cầu thủ thi đấu kinh nghiệm, bản lĩnh và chắc chắn. Trong khi đó, Lanh FC lại rất cần một tiền vệ có phong cách thi đấu như ngôi sao của tuyển nữ Việt Nam. Ở mùa giải 2022-2023, đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha cũng đã chiêu mộ một cầu thủ Việt Nam là tiền đạo Huỳnh Như ngay ở mùa giải đầu tiên đội trưởng đội tuyển nữ việt nam đã chơi rất ấn tượng khi có bảy bàn cho lanh fc được biết huỳnh như sẽ ký hợp đồng thêm một năm với đội bóng bồ đào nha trong thời gian tới đây